Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài Bạn nghĩ mình là ai? Và hôm nay câu trả lời từ nơi lời của Chúa đó là: tôi là người đắc thắng ở trong Chúa. Được tìm thấy ở trong lời của Chúa, ở trong Roma chương 8 từ câu 31 cho đến câu số 39, xin Hội Thánh cùng mở chung với tôi để chúng ta cùng đọc lời của Chúa làm nền tảng cho sứ điệp ở trong ngày hôm nay. Roma chương 8 từ câu 31 cho đến câu số 39. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đối khác, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày. Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng, bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hậu đến, quyền phép bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Các Cô Rinh Thánh tuyệt vời xác nhận cho chúng ta điều phước hạnh mà chúng ta có được ở trong Chúa. Và những điều này nhắc nhở cho chúng ta một lẽ thật rất là quan trọng để giúp đỡ chúng ta định đoạt hướng đi của chúng ta. Nhiều khi trong đời sống chúng ta sống với thái độ là nạn nhân thay vì là người đắc thắng. Và thái độ này nó đang lan tràn ở nhiều nơi và luôn cả trong các nhà thờ. Người ta đi lầm lũi như là đổ thừa cho hoàn cảnh và đổ thừa cho xã hội, đổ thừa cho chính quyền, đổ thừa cho đủ mọi thứ và cho rằng mình là người nạn nhân của hoàn cảnh. Nhưng mà anh chị em, lời của Chúa nhắc nhở cho chúng ta tới đây là chúng ta là những người đắc thắng ở trong Chúa. Khi chúng ta hiểu điều này, chúng ta sẽ dám sống cho địa vị mà Chúa ngài ban cho chúng ta. Chúng ta đã xây dựng, khi bạn biết mình là ai, bạn sẽ biết việc mình phải làm. Khi chúng ta đối diện với những ngăn trở, những chiến trận, những thách thức, những điều quá tầm tay của chúng ta, như là những thói hư tật xấu, những nghiền ngập, những cái làm cho trầm cảm, khi chúng ta đối diện với cảm giác thấy mình sút kém, tư tưởng nhỏ nhoi, nạn nhân của hoàn cảnh, thì xin lời của Chúa ngày hôm nay, lẽ thật này sẽ đánh thức chúng ta và cho chúng ta biết rằng ở trong đấng Christ chúng ta được đắc thắng ở trong Chúa. Ở trong đấng Christ chúng ta được thắng hơn bội phận. Câu 37 nhắc, trái lại trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phận. Chữ thắng hơn ở trong nguyên tác đó là chữ nikao. Đây là một từ ngữ để mô tả cho chúng ta thắng, chinh phục, thắng hơn, tấn chiếm, thắng trận. Và chúng ta thấy hình ảnh của sự tràn ra, đẩy lùi và chiếm lĩnh. Và chữ thắng hơn bội phần là một hợp từ hyper nikao, cho chúng ta thấy hình ảnh làm cho tan biến, không còn nhìn ra, thắng một cách rõ ràng, thắng hoàn toàn, toàn thắng. Đây là điều mà lời của Chúa xác nhận với chúng ta ở trong đấng Christ. Trái lại trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình là đấng Christ mà chúng ta thắng hơn bội phần. Chẳng những thắng mà chúng ta còn thắng gấp đôi, thắng hoàn toàn, toàn thắng ở trong ơn của Chúa. Khi chúng ta đối diện với những sinh hoạt ở trong đời sống của chúng ta có thể bị thách thức. Chúng ta thấy mình nhỏ bé, chúng ta thấy hoàn cảnh dường như nó lấn áp mình, nó đè bẹp mình.
xin Chúa nhắc nhở cho chúng ta lời của Ngài rằng chúng ta là những người đắc thắng mọi phần. Và đó là mỗi anh chị em là những người, chính anh chị em là những người đắc thắng ở trong Chúa. Amen anh chị em. Khi chúng ta hiểu được điều này sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Khi chúng ta nắm bắt lẽ thật này sẽ cho chúng ta chấm dứt cái tình trạng mà chúng ta ngồi chịu trận. Và chúng ta sẽ đứng lên để chúng ta áp dụng sự đắc thắng đã có được ở trong Chúa và trong hoàn cảnh của chúng ta. Và lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy được cuộc đời của chúng ta thay vì ở trong tư thế thủ, thì chúng ta sẽ là những người tấn công, những người phản công trở lại với những cái chiến thuật của thế giới tối tăm cũng như của đời này. Và chúng ta sẽ luôn kinh nghiệm giành được sự đắc thắng, bởi vì chúng ta là những người đắc thắng ở trong Chúa. Amen anh chị em. Điều đáng buồn là trong hội thánh của Chúa đầy những người đi trong tinh thần chủ bài. Lời của Chúa nhắc nhở cho chúng ta ở tại đây, cái chữ thắng ở tại đây cho chúng ta thấy một hình ảnh của một chiến sĩ. Nhưng ngày hôm nay thì tại các tòa giảng cũng như những nhà thờ, người ta dạy tín đồ làm những con chim ngoan và những em bé thuộc linh. Đụng chuyện một cái là ngoe ngoe khóc như đứa con nít, lăn ra sàn nhà làm nũng với mục sư, với những người lãnh đạo, với những người xung quanh của mình. Không được theo ý của mình thì mình lăn ra mình la làng. Anh xem lời của Chúa dạy chúng ta một ảnh khác. Chúng ta là những chiến sĩ của Chúa. Nếu không có những cái thách thức, những cái sự khó khăn thì đắc thắng ở chỗ nào? Phải không anh chị em? Người đắc thắng, chúng ta phải đánh cái gì đó chúng ta mới thắng, phải không? Nếu không thì đắc thắng ở cái gì? Thắng ở chỗ nào? Người đắc thắng bội phần là sao? Là người đã thắng được một trận chiến. Mà muốn thắng được trận chiến, chúng ta phải có tinh thần của những người chiến đấu. Còn nếu chúng ta đi nhà thờ với tinh thần bước vào trong công việc của sinh hoạt của Chúa như một em bé, lời của Chúa bảo chúng ta đúng khi chúng ta tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống thì chúng ta là con đỏ thuộc linh. Nhưng mà lời của Chúa cũng thách thức chúng ta là hãy bú sữa thiêng liêng của đạo để chúng ta được trưởng thành, được lớn lên. Nếu chúng ta đi nhà thờ mà bao nhiêu năm chúng ta vẫn còn uống sữa thì có một gì đó sai trật rồi. Chúa rồi nhắc nhở chúng ta hãy bú sữa thiêng liêng của đạo để chúng ta được lớn lên mà rỗi linh hồn. Sứ đồ Phaolô thì nói đến một cái hình ảnh là chúng ta là những người đã từng bú sữa. Chúng ta phải trưởng thành đủ để ăn đồ ăn cứng, là người trưởng thành. Tại sao? Vì Chúa Ngài muốn tìm thấy những người con trưởng thành, những chiến sĩ cho Chúa. Muốn mở mang nước của Chúa, lời của Chúa cho chúng ta hình ảnh nước của Đức Chúa Trời tràn lớn để đánh lùi nước của sự tối tăm. Mở mang nước của Đức Chúa Trời thì điều đó đòi hỏi là phải có những chiến sĩ cho Ngài. Phải là những người biết mình là ai để biết việc mình phải làm, hầu cho chúng ta có thể kinh nghiệm được sự đắc thắng ở trong đời sống của chúng ta. Anh chị em, lời của Chúa nhắc nhở chúng ta ở tại đây, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phận. Điều này có nghĩa là không phải có thể, không phải sẽ là, nhưng mà là ngay lúc này. Ngay lúc này anh chị em là những người đã đắc thắng ở trong Chúa. Ngay bây giờ, chứ không phải ngày mai, không phải là một ngày tương lai nào đó. Nhưng mà ngay bây giờ anh chị em là những người đắc thắng. Và chẳng những đắc thắng mà đắc thắng bội phần ở trong ơn của Ngài. Có một lối suy nghĩ và một lối sống của cơ đốc nhân mà nó làm cho hội thánh của Chúa yếu đuối, khó khăn, là một cái thái độ chúng ta đi nhà thờ, chúng ta sinh hoạt, chúng ta đi trong bước đường niềm tin, chúng ta mong một ngày nào đó ở tương lai chúng ta sẽ được cái điều mà chúng ta thấy ở trong lời của Chúa. Nhưng mà Chúa Ngài dạy dỗ và nhắc nhở tôi khám phá trở lại những cái động từ và cái thì của nó ở trong Kinh Thánh rất là quan trọng. Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta đã đắc thắng mọi phần ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Điều này có nghĩa là có rồi, mà có rồi thì chúng ta phải sống, phải hành động giống như vậy, chứ không ngồi chờ như một ngày ở trong tương lai. Và khi chúng ta ngồi chờ, chúng ta mong đợi một ngày tương lai mà chúng ta không biết là mình đã có rồi, thì chúng ta không thể nào
sống và áp dụng được lẽ thật này khiến cho chúng ta cứ ở trong cái tình trạng của những người ngồi chờ, những người mong việc nó sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng mà khi chúng ta hiểu mình là ai, chúng ta sẽ đứng lên, chúng ta sống, chúng ta hành động đúng theo như địa vị của mình. Và cái kết quả là chúng ta sẽ thấy những việc lớn của Chúa bày tỏ xuyên qua đời sống của chúng ta. Khi chúng ta biết rõ mình là ai, chúng ta mới biết việc mình phải làm. Khi chúng ta biết rõ mình là ai, chúng ta sẽ làm đúng theo như điều mà mình biết. Cảm ơn Chúa. Ở trong những ca đuổi quỷ, khi quỷ nó ở trong cái nạn nhân, nó nói những cái lời để thách thức. Nghĩ là ai? Nếu tôi không biết mình là ai thì chắc đã bỏ chạy rồi. Vì ma quỷ nó nhiều lúc, chúng ta thấy rằng Phi-rơ nói rằng nó như sư tử rống. Nó không phải sư tử mà như con sư tử rống. Nó rống, nó hù dọa, nó cướp cái tinh thần của chúng ta, làm cho chúng ta bị khiếp nhược lùi xuống. Thì chúng ta cần phải nhận biết được như lời của Chúa nhắc nhở cho chúng ta là những sư tử ở trong Chúa. Chúng ta gầm gừ trở lại, bởi vì chúng ta biết mình là ai. Khi nó hỏi người là ai thì chúng ta trả lời rằng tôi là người đắc thắng ở trong Chúa. Ta là tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ, nhân danh Ngài mà đuổi người ra khỏi con người này. Rồi quỷ nó ra khỏi. Rất là quan trọng. Phải biết mình là ai ở trong Chúa hơn anh chị em. Trong những tuần qua chúng ta đã xây dựng, chúng ta là đại sứ của nước trời. Được Chúa giao cho chúng ta một cái sứ điệp của sự phục hòa. Chúng ta cần ra đi để nói về đường lối, nói về chính sách của vương quốc của Đức Chúa Trời, để chúng ta giúp đỡ và đem những người lạc mất, những người đang sống ở trong vị trí là những người thù nghịch với Đức Chúa Trời, được trở lại phục hòa với Đức Chúa Trời, để đời sống của họ có thể được phước. Một lần nữa, chào buổi sáng các đại sứ của Đức Chúa Trời, là những con người đã được Chúa nhận định như vậy. Hãy sống xứng đáng như là một đại sứ của Chúa. Cảm ơn Chúa. Trong sứ điệp của ngày hôm đó tôi chia sẻ, như đại sứ chúng ta phải ăn nói xứng hiệp với lại cái địa vị của mình. Và tôi kể cái câu chuyện đó là một ngày kia nhiều năm về trước, nhà tôi nhờ tôi ra siêu thị để mua một ít thực phẩm. Vì cái việc cấp cho nên tôi đã làm công việc là vẫn còn mặc quần đùi, mặc áo thun, mang một cái đôi giày mà không có vớ. Tôi nghĩ rằng mình ra đó mình mua lại lẹ rồi mình đi về chắc không ai thấy. Mình cho em biết chuyện gì xảy ra không? Tôi gặp không biết bao nhiêu người con gái của Chúa Việt Nam lẫn người Hoa Kỳ. Họ chào tôi và tôi thấy mình muốn động thổ được á, nói cái chữ đó là ráng trốn qua một cái hàng bên kia cũng gặp chào mục sư. Rồi tôi đi qua một cái hàng khác cho thật là nhanh thì cũng gặp người Mỹ mà chúng tôi đã quen biết. Kể từ đó chúng tôi quyết định một điều, đó là mình phải ăn mặc như đại sứ của Chúa. Trên nhà tôi mà có nhờ tôi ra siêu thị thì tôi cũng phải vào mặc quần dài, mặc quần áo đàng hoàng, bởi vì mình không biết ai gặp mình gặp ai. Cho nên trong tối thứ sáu vừa qua thì con trai của tôi, mục sư Sam, mục sư Quốc Nam, đã nói hỏi gì chứ, ba thấy vợ của con hôm nay mặc đồ có giống đại sứ hay không? Hai vợ chồng có câu chuyện trao đổi với nhau, nó nói chúng ta không biết mình sẽ gặp ai mà ai gặp mình, cho nên mình phải luôn luôn sẵn sàng. Từ cách ăn mặc, cách cư xử cũng như lời nói của chúng ta, chúng ta đang đại diện nước của Đức Chúa Trời. Một số Nam chia sẻ là trong tuần vừa qua thì có những người bạn của trong một cái sinh hoạt ở trong bệnh viện thì mời đến để dự một cái bữa tiệc, một cái buổi sinh hoạt. Thì Jenny nói rằng là không có cần gì phải gọi là ăn mặc đàng hoàng, mặc áo thun, cái quần jean được rồi. Nhưng mà Sam nói không, mình là đại sứ của Chúa, mình không biết mình sẽ gặp ai. Mà thật như vậy, khi tới nơi thì thấy rằng nếu mình mặc quần jean thì xấu hổ quá. Thì tất cả mọi người đều ăn mặc một cách rất là chỉnh tề. Thật, đã ăn mặc một cách chỉnh tề. Anh chị em cách sống, cách ăn nói,
cách cư xử của chúng ta phải xứng hiệp với địa vị của chúng ta, vì khi chúng ta biết mình là ai, chúng ta sẽ biết việc mình phải làm. Amen anh chị em. Chúng ta là những tuyệt tác của Chúa đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ, làm những việc lành mà Chúa đã định trước cho chúng ta để chúng ta làm theo. Chúng ta là những người đã được ủy quyền để đem phân phối các thứ ơn của Chúa, hy vọng, yêu thương, quyền năng chữa lành của Chúa, cũng như rao giảng về tin vui về vương quốc của Đức Chúa Trời cho những người xung quanh. Chúa có một mục đích và một công việc cho mỗi một chúng ta. Hôm nay chúng ta được nhắc nhở chúng ta là những người thắng, mà chẳng những thắng thường, mà là những người thắng bội phần. Không phải thắng gọi là sức một chút là bại, may mắn thắng được, nhưng mà thắng bội phần ở trong ơn của Chúa, bởi vì Chúa Ngài đã định như vậy cho đời sống của chúng ta. Thắng một cách rõ ràng, toàn thắng ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Tại sao chúng ta có thể tin chắc điều đó? Câu 37, Thánh Phaolô đã được Đức Thánh Linh soi sáng để đặt ra một cái câu hỏi. Và câu hỏi này khi chúng ta có câu trả lời thì chúng ta sẽ thấy được, đó là trái lại trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Thắng hơn bội phần. Bây giờ điều gì làm cho chúng ta biết chắc rằng mình thắng hơn bội phần như vậy? Câu 31, đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Nếu Chúa ở bên phía của chúng ta thì có ai có thể nghịch lại với chúng ta được? Ai có thể chống lại chúng ta được? Có Chúa ở cùng, Chúa ở phía của chúng ta thì không có gì có thể ngăn chặn chúng ta được hết. Amen anh chị em. Anh chị em có biết Chúa ở bên phía anh chị em không? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, chữ vừa giúp tới đây từ hơi cũ, nhưng mà nói đến hình ảnh là Chúa Ngài là đấng yểm trợ chúng ta, Ngài đứng ở bên cạnh chúng ta, Chúa toàn năng, đấng không một việc gì là khó cho Ngài, mà Ngài yểm trợ chúng ta, thì anh chị em ai có thể đứng nổi trước sự tấn công, trước sự tràn lấn của chúng ta? Có nan đề nào có thể đứng nổi ở trong hoàn cảnh như vậy không? Câu trả lời là không. Bởi vì nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Cảm ơn Chúa. Câu 32, Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ban bao nhiêu sự anh chị em? Mọi sự. Đủ để đối diện với mọi nan đề chúng ta đối diện. Amen anh chị em. Không có một nan đề nào mà trong cái chữ mọi sự này, luôn với con ấy, luôn với Đức Chúa Jesus Christ, mà nó không kể vào. Khi chúng ta hiểu đấng yêu chúng ta, anh chị em, tôi xin long trọng báo cho anh chị em biết rằng có một đấng yêu chúng ta. Chúng ta có một người yêu. Người yêu này yêu chúng ta vô cùng, yêu chúng ta đến cái độ cho chúng ta cái điều quý nhất, tốt nhất, là Đức Chúa Jesus Christ. Đừng có đi một cách lầm lũi và nghĩ rằng mình không được ai yêu, không được ai thương, mà hãy nhận biết được một điều là có một đấng yêu thương chúng ta, yêu đến cái độ Ngài đã cho chúng ta cái điều quý nhất là chính mạng sống của Ngài, mà không phải mạng thường anh chị em. Nhưng mà là Ngài là vua của muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, đấng đã dựng nên trời đất muôn vật, là vua của vũ trụ này. Ngài đến, Ngài bằng lòng đổ máu huyết của Ngài ra đến giọt cuối cùng để mua chuộc chúng ta trở về. Chúa yêu chúng ta đến mức độ như vậy. Xin Chúa cho đi điều này nó thấm dần vào trong đời sống của chúng ta. Nó thấm vào trong từng tế bào của chúng ta, để chúng ta nhận biết rằng chúng ta là người được Chúa yêu. Vì có một cái sứ điệp, có một cái tiếng nói, nó nói lên trong thế giới của chúng ta ngày hôm nay, nó đạp chúng ta xuống, nó hạ cái địa vị, mất cái phẩm giá của chúng ta, khi nó nói chúng ta là những người không được yêu, chúng ta là những người bị bỏ, chúng ta là những con người không ra chi. Luôn cả trong nhà thờ người ta dạy là tín đồ không biết cái gì để làm, cho nên ngồi yên một chỗ rồi nói với nhau mình là phó tín đồ. Anh chị em, 3 tuần trước chúng ta đã xây dựng là một cơ đốc nhân không có cái điều gì là tầm thường về chúng ta cả.
vì sự sống của chúng ta ở trong Đức Chúa Jesus Christ là một cái sự sống tràn đầy phước hạnh. Cái chữ cơ đốc nhân, chữ cơ đốc có nghĩa là Christ, mà chúng ta mượn ở trong tiếng Hán. Cơ đốc, nhân là người, người của Đấng Christ thì không có cái gì nào chúng ta có thể chấp nhận cái tình trạng là bình thường hay là tầm thường được. Vì Christ có nghĩa là đấng chịu sức giàu. Sức giàu để làm gì? Để bứt phá công việc của ma quỷ, để hàn gắn những tấm lòng đau khổ, rứt những kẻ vỡ lòng và giảng tin lành của Chúa, để rao ra năm báo thù của Đức Chúa Trời. Mà khi chúng ta mang danh là những cơ đốc nhân, những con người của Đấng Christ, những con người được sức giàu, thì không có một điều gì gọi là tầm thường với chúng ta cả. Người ta có thể nhìn học thức của chúng ta, học vị của chúng ta, người ta có thể, ôi cái người đó là người tầm thường. Nhưng mà trong Chúa, anh chị em hãy nhận biết một điều, là cơ đốc nhân, là người của Đấng Christ, không có cái gì là tầm thường trong chúng ta hết. Đấng được sức giàu ở trong chúng ta mà làm sao chúng ta tầm thường được. Thánh Linh của Đức Chúa Trời là đấng ngự ở trong chúng ta, đấng đã dựng nên mọi sự. Đức Chúa Jesus Christ là đấng mà muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Đang ở trong chúng ta thì có cái gì tầm thường về chúng ta? Anh xem, ma quỷ không muốn chúng ta biết mình là ai. Thì nó sợ khi chúng ta biết mình là ai thì chúng ta trở nên hiểm họa cho nước của nó. Cho nên nó tìm đủ mọi cách để ngăn trở chúng ta, không cho chúng ta đến cái chỗ nhận biết này. Và đáng tiếc là có những người lãnh đạo ngày hôm nay trong các nhà thờ, trong các hội thánh cũng tiếp tay với ma quỷ để ngăn chặn con cái của Chúa nhận biết điều này. Mấy cái ông ân tứ, mấy cái ông giảng về đức tin đó, cứ nói giống như là vẽ bánh vẽ cho con cái của Chúa ăn. Rồi chuyện nó mới xảy ra thì họ sẽ thất vọng, họ sẽ tuyệt vọng. Đó là những tư tưởng tự cao nổi lên nghịch cùng sự biết Đức Chúa Trời, nghĩ mình khôn hơn Đức Chúa Trời. Trong khi Đức Chúa Trời, lời của Chúa xác nhận với chúng ta, Chúa không phải là vô lý khi xác nhận với chúng ta là chức khâm sai hay là đại sứ của Chúa. Chúa không phải là vô lý khi Ngài nói chúng ta là tuyệt tác của Ngài. Amen anh chị em. Chỉ có ma quỷ nó nói mày, nghĩ mày là ai? Không học, không tiền, không địa vị, không. Nó cho chúng ta nhiều con số không. Nhưng mà Chúa, Ngài bước vào cuộc đời của chúng ta thì bao nhiêu số không mà cộng với số 1 của đấng là số dắt số 1 đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta giá trị vô cùng. Amen anh chị em. Amen. Với Chúa ở trong đời sống của chúng ta, nếu Đức Chúa Trời Ngài vừa giúp chúng ta thì ai sẽ nghịch lại với chúng ta? Có Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta thì có điều gì là khó cho chúng ta? Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta được đắc thắng ở trong ơn của Chúa. Ngài đã ban cho chúng ta chính sự sống của Ngài, Ngài ban cho chúng ta quyền năng của Ngài bởi Thánh Linh của Chúa, thì chúng ta biết rằng chúng ta sẽ được kết quả như lời của Chúa đã định, chúng ta là những người đắc thắng ở trong ơn Chúa. Câu 34, ai sẽ lên án họ ư? Không ai có thể lên án chúng ta được, trừ chúng ta cho phép ma quỷ nó lên án chúng ta, hoặc là chúng ta lên án chính mình. Tại sao? Vì chúng ta đang có một đấng đang cầu thay cho chúng ta. Cái chữ cầu thay từ đây, intercessor, ở trong tiếng Anh, mang cái hình ảnh của một trạng sư đang binh vực chúng ta. Cảm ơn Chúa. Thì Hebrew nói đến chúng ta hình ảnh kẻ kiện cáo anh em. Sách Khải Huyền cũng nói điều đó. Chúng ta có thể hình dung Satan chạy vào tòa án của thiên đàng. Nó đi ra, nó tố cáo chúng ta, nó kiện cáo chúng ta. Thì tạ ơn Chúa, chúng ta có một trạng sư, chúng ta có một luật sư binh vực chúng ta. Chúa Giêsu có thể bước lên giành móng ngựa để đứng vào trong cái vị trí của một trạng sư binh vực chúng ta và nói rằng đúng, nó tội lỗi như vậy. Nhưng mà thưa cha, bởi huyết của con thì cái đứa tội lỗi này bây giờ nó đã được xưng công bình ở trong huyết của con. Và chúng ta có thể hình dung cây búa gỗ của Chúa gõ xuống một cái cọp và nói rằng nó đã được xưng công bình ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta có thể hình dung Satan lầm lũi bước ra, vì ai có thể kiện cáo chúng ta?
Khi Chúa Ngài ở với chúng ta và Ngài đang làm cái công việc mà chúng ta thấy rằng Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng đã chết và cũng đã sống lại, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Điều này mang cho chúng ta hình ảnh có một cặp mắt đang theo dõi chúng ta và luôn luôn sẵn sàng như một luật sư 24/24, 7 ngày trong tuần. Bất cứ lúc nào kẻ kiện cáo đến ở trước tòa án của thiên đàng thì Đức Chúa Giêsu sẵn sàng để bên vực chúng ta, vì Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời đang cầu thay cho chúng ta. Điều này cũng muốn cho chúng ta thấy hình ảnh là Chúa Ngài dõi trong mắt của Ngài theo dõi. Khi nào chúng ta đứng lên, chúng ta giữ phần và công việc mở mang nước của Chúa, chúng ta bắt tay vào việc truyền giáo, chúng ta đứng lên, chúng ta sống và hành động như địa vị mà Chúa Ngài đã cho chúng ta, thì có một sự hậu thuẫn của thiên đàng. Ai kiện cáo, Chúa Giêsu sẽ bình vực chúng ta. Ai đến để chống nghịch với chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ điều động quyền năng của thiên đàng mà hậu thuẫn chúng ta. Cảm ơn của Chúa. Câu 35, ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Ai? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đối khác, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Ở đây chúng ta thấy sự đồng follow mô tả ra hay là kể lại, kể ra tại đây liệt kê ra 7 cái ngăn trở mà chúng ta có thể gặp cách này hay là cách khác ở trong cuộc đời của mình. 7 cái ngăn trở này, ông hỏi có phải hoạn nạn, có phải khốn cùng, có phải bắt bớ, có phải đối khác, có phải trần truồng, có phải nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Khi chúng ta đối diện với những thách thức ở trong đời sống, thí dụ như ta đối diện với hoàn cảnh thiếu hụt về tài chính, thì trong những lúc như vậy đó, chúng ta bối rối và chúng ta bắt đầu chúng ta nghi ngờ về tình yêu của Chúa. Nếu Chúa yêu con, tại sao con thiếu thốn về tài chính trong lúc này? Nếu Chúa là Đức Giê-hô-va Jireh thì tại sao không thấy cái sự sấm thẳng của Chúa trong lúc này? Và chúng ta bắt đầu chúng ta thắc mắc, nghi ngờ về tình yêu của Chúa. Khi chúng ta đối diện với những cái mùa khô hạn trong đời sống của chúng ta, về tài chính, về sức khỏe, về tinh thần, thì chúng ta bắt đầu chúng ta thắc mắc liệu Chúa còn yêu con hay không. Và khi chúng ta bắt đầu thắc mắc như vậy thì Satan sẽ nhảy vào và nó bắt đầu nó gieo trong chúng ta những tư tưởng. Thế đúng rồi, ở trong cả nhà thờ ai cũng được Chúa Ngài để ý, ai cũng được Chúa thương, chỉ có một mình mày mà thôi. Cho nên công việc của mày là bỏ cái nhà thờ đó đi ra, đi cái chỗ khác đi. Nếu chúng ta nghe theo cái tiếng nói của ma quỷ, nó sẽ cô lập chúng ta và nó giết chết chúng ta. Bình cha ơi, Sứ đồ Phi-rơ nhắc nhở, hãy nhớ rằng anh em chúng ta khắp nơi trên thế giới đều cũng trải qua những cái hoạn nạn giống như chúng ta. Nhưng mà nhờ ơn Chúa, chúng ta đắc thắng. Hình Sứ đồ Phi-rơ hỏi ở đây có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đối khác, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Đừng để những điều đó làm cho chúng ta nghi ngờ. Nhưng mà hãy thấy một điều, đó là ở trong ơn của Chúa, chúng ta để ý đến cụm từ trái lại trong mọi sự đó. Cảm ơn Chúa. Trái lại trong mọi sự đó, mọi sự là bao nhiêu sự? Tất cả những sự đó đó, ở trong hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đối khác, trần truồng, nguy hiểm và gươm giáo đó, ở giữa những điều đó đó, thì Chúa Ngài làm gì cho chúng ta? Trái lại trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phận. Ở giữa những điều đó, anh chị em, nếu không có chiến đấu thì chúng ta không thể nào có cái vương miện của người đắc thắng. Phải thắng cái gì chứ? Nếu chúng ta không đối diện với sự khó khăn mà thắng nó thì làm sao chúng ta được gọi là người được thắng mà thắng bội phận được?
Nhưng nhiều con gái của Chúa, chúng ta có một lối suy nghĩ, chúng ta nói rằng khi chúng ta tin Chúa, khi chúng ta bước đi với Ngài thì mọi việc phải được bảo vệ. Nhưng mà anh chị em ơi, theo chúng ta để ý đến từ đây, trong mọi sự đó, không nói rằng chúng ta được che chở khỏi, hoặc là chúng ta được lấy khỏi, hay là chúng ta được miễn trừ khỏi, nhưng mà chúng ta đã trong mọi sự đó thì Chúa Ngài làm cho chúng ta đắc thắng bội phần. Cho nên đừng chạy đây chạy đó hỏi tại sao Chúa ơi, tại sao chuyện này nó xảy ra cho con, tại sao khó cái khó khăn này, tại sao con muốn mở mang nước của Chúa mà cứ gặp những cái sự khó khăn này. Đó là những câu hỏi sai. Câu hỏi là tại sao là người đắc thắng bội phần trong Chúa mà mình không thắng ở trong cái chỗ này. Phải không chứ? Một là Chúa nói chơi, hai là chúng ta không biết mình là ai. Con nhà giàu mà sống như con của kẻ ăn mày. Trong thái độ, trong lối sống của chúng ta. Con của vua trên mương vua, Chúa trên mương Chúa mà chúng ta sống còn tệ hơn con của thường dân. Lời của Chúa không thể sai được. Có cái gì trục trặc cần phải được điều chỉnh vậy? Đây là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ và nhắc nhở cho anh chị em. Ngay giữa những điều này, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Cảm ơn Chúa, Chúa đã đắc thắng. Nay chúng ta được hưởng ơn của Chúa. Từ sự đắc thắng của Chúa chúng ta nếm trải được. Có bao nhiêu người trong chúng ta nhớ đến cái thí dụ mà mục sư Carl Gustav đã chia sẻ với chúng ta tại đại hội. Nhớ trận đấu quyền Anh giữa Holyfield và Mike Tyson không? Trong trận đấu đó, Holyfield đã đắc thắng. Bóng đoạt giải với cái phần thưởng là 20 triệu đồng. Ngày hôm sau, ông bay về nhóm lại với hội thánh của ông ở tại Atlanta, Georgia. Ông đem dâng 1/10 của cái tiền thưởng đó. Nhưng mà về tới nhà thì 18 triệu còn lại nằm ở trong tay vợ của ông. Cho nên vợ của ông là người, ông là người thắng nhưng mà vợ của ông là đắc thắng bội phần. Bà không có đánh một cái cú đấm nào hết, nhưng mà bà được hưởng bởi vì chồng của mình thắng. Bà là người được chia cái phước bởi vì bà là vợ của tay vô địch quyền Anh này. Đức Chúa Giêsu đánh những trận chiến cho chúng ta và Ngài đã thắng rồi. Bây giờ chúng ta được hưởng. Cho nên chúng ta, Chúa đắc thắng và chúng ta được Chúa làm cho chúng ta đắc thắng bội phần ở trong Chúa. Có nghĩa là việc đã xong rồi, bây giờ chúng ta hưởng và áp dụng vào trong đời sống của chúng ta. Amen anh chị em. Khi chúng ta nắm bắt được lẽ thật này, chúng ta sẽ thấy rằng không phải mình là ai, nhưng mà mình là ai ở trong Chúa. Không phải khả năng của mình, nhưng mà quyền năng của Chúa ở trong chúng ta. Không phải uy quyền của mình, nhưng mà uy quyền đã được ủy thác bởi đấng tối cao cho đời sống của chúng ta. Lúc bây giờ chúng ta sẽ nếm trải được sự đắc thắng trong đời sống chúng ta, mà được thắng luôn luôn, chứ không có lúc thắng lúc thua. Mà chúng ta sẽ kinh nghiệm được khi chúng ta hoàn chỉnh lối suy nghĩ của mình ở trong ơn của Chúa. Bạn là ai? Bạn là người đắc thắng bội phần ở trong Chúa. Anh chị em là những người đắc thắng ở trong Chúa. Đừng để ma quỷ nó mạ lị chúng ta, mà hãy đứng lên và nói rằng tôi là người đắc thắng ở trong Chúa. Chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần, vì chúng ta là người toàn thắng ở trong Chúa. Nhờ đấng yêu thương chúng ta, tình yêu của Ngài dành cho chúng ta thật là một tình yêu tuyệt vời. Chúa đã cho chúng ta tất cả những gì cần thiết rồi anh chị em. Chúa Ngài khôi phục cái địa vị của chúng ta trong Chúa trở lại. Ngài làm cho chúng ta nên mới, và dựng nên chúng ta nên mới theo ảnh tượng của Ngài trở lại, như ý định nguyên thủy của Đức Chúa Trời khi Ngài dựng nên loài người chúng ta giống như Đức Chúa Trời, trong hình ảnh của Đức Chúa Trời. Xin Chúa ban phước để chúng ta ghi khắc điều này trong đời sống của chúng ta. Anh chị em, đây là điều mà chúng ta cần học nơi vua David. Kinh Thánh có những cụm từ nói về hành động của David, đó là ông khích lệ chính mình
ở trong những lúc ông gặp sự khó khăn. Ông làm mạnh mẽ chính mình ở trong Chúa. Và nhiều lần trong Thi Thiên, ông hỏi linh hồn của ông, hỏi linh hồn ta, sao ngươi sờn ngã ở trong ta? Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời. Và nhiều khi tình cảm của chúng ta nữa, anh chị em, nó đối diện với những sự khó khăn khi chúng ta chùng xuống. Linh hồn của chúng ta, lý trí, ý chí và tình cảm chúng ta nó chùng xuống. Nhưng mà David khôn ngoan, ông hiểu được và ông đã nắm bắt được cái chìa khóa này. Ông khích lệ chính mình, ông làm cho mình mạnh mẽ trong Chúa khi ông nhắc nhở chính mình. Cho nên đây là lần đầu tiên ở trong cái sứ điệp này, chúng tôi khuyến khích anh chị em là nên nói chuyện ở trong giờ nhóm, ở trong lúc nghe giảng. Hãy nhắc nhở chính mình. Trong lúc chúng ta đang nghe những điều này, hãy nhắc nhở chính mình. Nhiều khi chúng ta nói cho mình nghe không đủ, nó lớn lên cho linh hồn của mình nghe. Đó là tôi là người đắc thắng bội phận ở trong Chúa. Tôi là người đắc thắng ở trong Chúa. Không phải trong tương lai, không phải có thể, nhưng mà ngay bây giờ tôi là người đắc thắng ở trong Chúa. Amen anh chị em. Nói với chính mình đi. Tôi là người đắc thắng ở trong Chúa. Nói cho đến khi linh hồn chúng ta nó nghe, để rồi nó nhớ đến. Bởi vì nhiều khi chúng ta đối diện với những thách thức ở trong đời sống, chúng ta chùng xuống như David, ông nhắc nhở, hỡi linh hồn ta, sao ngươi sợ ngã trong ta? Ở trong cái biến cố, khi ông và những người đi theo ông trở về, thì thấy quân thù đã đến, cướp đi, bắt đi vợ con và tài sản của họ. Thì những người dũng sĩ của David, họ khóc đến độ họ không còn khóc được nữa. David ông cũng khóc lúc đó, nhưng mà ông khác hơn với những người khác. Ông đứng dậy, bởi vì ông biết ông là người đắc thắng ở trong Chúa. Ông là người đã được Chúa ngày sức giàu, cho nên ông đứng dậy. Ông làm mạnh mẽ chính mình. Ông bắt đầu ngợi khen Chúa. Ông bắt đầu đến với Chúa và ông hỏi Chúa về chứ. Trận này, nếu con đuổi theo, có kết quả hay là không? Đức Giê-hô-va phán với David rằng, hãy theo và ngươi sẽ đem về tất cả những gì đã mất. Ông đã làm công việc đó. Ông đi, ông đuổi theo quân thù và cuối cùng ông đã cướp trở lại, ông đã lấy trở lại tất cả những tài sản, cũng như đã bắt được trở lại vợ con của mình, cũng như là những người lính, những người tướng đi theo mình. Chứ ông mà ngồi ông khóc luôn như mấy ông tướng kia, khóc đến độ không còn có sức khóc. Khóc hoài giống như nhiều người ngồi trong nhà thờ cứ khóc hoài. Có nhiều người đi theo Chúa 30-40 năm vẫn ngồi khóc, mà không biết rằng mình là những người đắc thắng ở trong Chúa. Mình là những người đắc thắng bội phần ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Nên chấm dứt tình trạng anh chị em là tối ngày mình cứ đi khóc lóc, than phiền, than vãn, khó quá mục sư ơi, đời sống khó quá. Không có thách thức, không có chiến đấu thì sẽ không có sự đắc thắng. Thách thức càng khó, thắng mới thắng lớn. Núi càng cao mà mình leo lên đến đỉnh thì lúc bây giờ mới được cái sự vinh quang. Làm những công việc khác hơn dòng chảy của đời, chúng ta mới kinh nghiệm Chúa. Bởi vì làm công việc của Chúa theo cách của Chúa sẽ không bao giờ thiếu sự yểm trợ của Chúa. Người ta làm cái gì mình bắt chước, mình làm theo như vậy thì mình chưa bao giờ phá được cái kỷ lục. Cho nên ở trong Chúa thì em phải nhận biết điều đó. Trong tiếng Hy Lạp, bội phần là nhiều hơn vô cùng, nhiều hơn là đắc thắng nữa. Ở trong Giăng chương 16 câu 33, Chúa Giê-xu ngài nói một cái điều rất là thật cho các môn đệ của Chúa. Như ta đang nói, tôi đang nói với anh chị em tại đây, ta đã bảo cho các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Anh chị em có thấy chữ đã không? Xong rồi. Chúa Giê-xu ngài đã đắc thắng cuộc chiến. Ngài giao cho chúng ta những trận nhỏ nhỏ trong đời sống của chúng ta. Ngài muốn chúng ta đánh nhỏ thắng nhỏ, rồi học kinh nghiệm đánh lớn thắng lớn, để rồi chúng ta nhận biết được rằng ở trong Đấng Christ, tôi là người đã đắc thắng bội phần trong địa vị và bây giờ trong kinh nghiệm. Amen anh chị em. Lúc bây giờ chúng ta mới tăng trưởng, lúc bây giờ chúng ta mới biết mình thật
là ai ở trong Chúa. Bởi vì không thử, không áp dụng, chúng ta chỉ biết về lý thuyết. Nhưng mà Chúa không muốn tạo nên những con người chỉ biết Chúa bằng lý thuyết, là những người chỉ nghe những lý thuyết, là những người chỉ gom lại nhau mỗi ngày Chủ nhật để đem Đức Chúa Trời lên làm đề tài để chúng ta nghiên cứu, chúng ta mổ xẻ, chúng ta nghiên cứu. Ngày xưa Chúa làm như thế này, ngày đó Chúa làm như thế kia. Nhưng mà Đức Chúa Trời không muốn chúng ta học về Ngài, nhưng mà Ngài muốn chúng ta kinh nghiệm Ngài. Ngài không muốn chúng ta chỉ học về Kinh Thánh, nhưng Ngài muốn chúng ta kinh nghiệm từng trang, từng chữ của Kinh Thánh trong cuộc đời của chúng ta. Cơ đốc nhân là những điều thực nghiệm, chứ không phải là một lý thuyết chưa được thử. Vì Đức Chúa Giêsu đi trước và Ngài đã thắng rồi, Ngài đã làm xong rồi, và Ngài nói với chúng ta rằng ta đã đi, ta đã làm xong, và bây giờ ta giao cho các con công việc mà các con phải làm trong đời sống cá nhân của mình, trong môi trường của mình, để các con mở rộng vương quốc của ta. Trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Ngài. Cảm ơn Chúa. Anh chị em muốn kinh nghiệm sự đắc thắng trong đời sống của mình không? Có một cảm giác rất là sung sướng khi chúng ta được đứng về đội thắng, phải không anh chị em? Có một đội banh đánh gọi là bóng chày hay là baseball của nước Mỹ ở đây, tên là Club, CLOB. Hôm ngày kia ở trong trận đấu thì có một người đến rủa xả và nói rằng kể từ ngày hôm nay sẽ không thắng một trận nào nữa. Và việc phải trải ra, nếu tôi không làm là 60 năm hay là 90 năm, họ không thắng được. Họ đến sắp đến cái chỗ thắng thì lại tuột ra khỏi tay của họ. Nhưng mà trong tuần rồi, họ đã kinh nghiệm sự đắc thắng lần đầu tiên sau một cái thời gian dài như vậy. Và cả thành phố vui mừng với họ. Anh chị em, không có một cái sung sướng nào so bằng chúng ta nếm được mùi đắc thắng. Cho nên ai mà trước đến giờ thấy cuộc đời của mình nó cứ thua nhỏ, đánh lớn, thua lớn, hãy điều chỉnh lối suy nghĩ của mình và học đánh cho đúng như cách mà Chúa Ngài dạy dỗ chúng ta, để rồi chúng ta sẽ nếm được mùi đắc thắng. Bởi vì những chuỗi của những đắc thắng này sẽ giúp cho chúng ta xác nhận mình là ai ở trong Chúa, để chúng ta sẽ dạn dĩ dám làm những việc táo bạo hơn cho Chúa của chúng ta. Vì những ai biết Đức Chúa Trời của mình sẽ làm những việc táo bạo, làm những việc lớn là như vậy. Cảm ơn Chúa. Vua David đã hành động như người đắc thắng. Ông chỉ là một người chăn trẻ tuổi, nhưng mà bạo dạn đối diện với dũng sĩ khổng lồ của dân Philippines là Goliath. Tại sao? Vì ông biết mình là người đắc thắng. Anh xem, khi Saul hỏi, ngươi chỉ là một kẻ thơ, một người trẻ tuổi, còn hắn nói về Goliath là một dũng sĩ từ thở còn thơ. Có cái thành quả nào, có cái gì để giúp cho ngươi xác nhận rằng ngươi có thể thắng nó? Và trước sự chứng kiến của cả quân đội của dân Israel và bên kia của đồi ở giữa thung lũng ngăn chặn họ, bên kia cả quân đội của Philippines, thì David đã hành động như là một người đắc thắng. Vì ông trả lời với vua Saul: khi tôi tới của vua đang chăn chiên cho cha của mình, thấy con sư tử, thấy gấu đến bắt chiên của mình. Hai cái con thú đó, bình thường anh chị em khi nghe là mình bỏ chạy, phải không? Nghe sư tử mình làm gì? Nói theo kiểu bình dân là co giò chạy, phải không? Nhưng mà không, bởi vì David biết mình là người đắc thắng ở trong Chúa. Ông biết rằng Đức Chúa Trời đã sai Samuel đến để sức dầu cho ông để làm vua. Cho nên ông đã đứng vào trong vị trí. Ông mô tả cho vua Saul rằng ông xé hàm sư tử. Đây là cái chuyện phi thường. Phải không anh chị em? Sư tử
mà mình lạng hoạng nó làm thịt mình chứ. Xé hàm sư tử, bẻ vấu của gấu để cứu chiên của mình. Vì ông biết mình là ai, và biết có một Đức Chúa Trời bởi sự sức giàu của Ngài sẽ yểm trợ cho mình. Khi ông thắng sư tử, ông thắng gấu, vì ông nói cái người Philippines không chịu cắt bì này, nó không có liên hệ, nó không có một quan hệ, nó không có được phước của Đức Chúa Trời, thì nó là ai mà dám nói nghịch lại, làm nhục đạo quân của Đức Chúa Trời toàn năng. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta, với cái trận ném đá, ông đã đến để đối diện với một dũng sĩ đang có gươm, có giáo ở trong tay, mà là một người khổng lồ. Và ông đã thắng, và thắng lớn. Ông ném một cái viên đá, một hòn đá. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rằng là thấu vào trong trán của dũng sĩ Goliath, trong khi nó đang đội một cái nón sắt, cái mão bằng đồng. Và cái hòn đá ném đi xuyên qua cái lớp đồng, lớp sắt đó, lớp kim loại đó, rồi nó thấu vào trong trán của Goliath. Goliath ngã sấp mặt xuống, David đến lấy gươm cắt đầu Goliath. Thắng mà thắng lớn, thắng bội phần lên chị em. Đánh mà không còn nhìn ra hình dáng của nó được nữa, thắng đến như vậy ở trong ơn của Chúa. Hôm nay bạn có tin điều đó không? Anh chị em có tin rằng mình có thể thắng được không? Nếu có, hãy đứng và chiến đấu, hãy đánh trận. Thứ nhì chúng ta cần được nhắc nhở là người đắc thắng, chúng ta có thể đánh trận một cách đắc thắng từ nơi sự đắc thắng của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta không đánh để giành sự thắng, nhưng mà chúng ta đánh từ sự đắc thắng của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta đánh xuống từ cái vị trí của người đã được Chúa định là đắc thắng. Có nghĩa Chúa nói rằng con bỏ chạy thì ta chịu, nhưng mà con đứng con đánh thì ta sẽ bảo đảm cho con là đắc thắng. Bởi vì những gì Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm rồi, chúng ta đánh từ vị trí địa vị của đấng đắc thắng yểm trợ chúng ta, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ nếm trải được sự đắc thắng luôn luôn là như vậy. Cho đừng nhút nhát, đừng sống với tinh thần chủ bại, nhưng mà hãy chiến đấu ở trong tinh thần của một người đã được Chúa định là đắc thắng ở trong đời sống này. Nếu chúng ta đối diện hoàn cảnh với thái độ vô tính, một tinh thần chủ bại, chúng ta sẽ thua. Nhưng chúng ta tin những lời Chúa nói về chúng ta, và chúng ta chiến trận từ chỗ đó, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự đắc thắng. Không phải tư tưởng của con người, cũng không phải là sự cố gắng của chúng ta, mà dựa trên lời của Đức Chúa Trời. Mà lời của Chúa nói rằng một chấm một phết cũng sẽ không qua đi. Trời, bầu trời thứ nhất mà chúng ta thấy ở tại đây, và tất cả những công trình của con người, lời của Chúa nói rằng nó sẽ vang ầm mà qua đi, và nó sẽ cuốn như một cái cuộn nó qua đi. Nhưng mà một chấm một phết ở trong lời của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ qua đi. Chúng ta đánh trận dựa trên điều mà lời của Chúa đã nói về chúng ta. Lời của Chúa nói rằng trong đấng Christ, bởi tình yêu thương của Ngài, Chúa đã làm cho anh chị em được đắc thắng bội phận ở trong Chúa. Amen. Xin Chúa cho để chúng ta nắm bắt được lẽ thật này. Bởi vì chúng ta bước ra trận mà chúng ta sẵn sàng để đầu hàng bất cứ lúc nào đó, nó đấm một cái hơi đau là chúng ta muốn đầu hàng rồi. Nhưng mà đừng làm công việc như vậy. Phải vững vàng, phải biết rằng sự đắc thắng thuộc về chúng ta. Nhiều năm về trước, nói về cái thái độ của chúng ta, thì tôi học được nơi mục sư F.B. Smith, ông chia sẻ một cái nguyên tắc mà có một tay quyền anh nổi tiếng trở nên một nhân vật quyền thoại của quyền anh của Hoa Kỳ. Đó là Muhammad Ali, Ali Muhammad. Ông có một điều làm cho đối phương của ông rất là bối rối. Nó đấm cỡ nào thì ông cũng làm công việc là không để lộ ra ông bị đau.
không để lộ ra cái sự bối rối. Chứ làm cho đối phương nó cứ không hiểu, nó bối rối trong cái lối suy nghĩ nó. Tại sao mình đấm bên trái nó cũng không bày tỏ một cái dấu gì là nó đau, đấm bên trái cũng vậy, làm cho nó bối rối. Và trong cái lúc đó là cái lúc nó sơ hở và ông đưa ra một cú đấm đo gán đối phương của mình và luôn kinh nghiệm sự đắc thắng trong một thời gian dài. Anh chị em, chúng ta cần phải ra trận với thái độ của một người đắc thắng ở trong Chúa, bởi vì Chúa đã làm cho chúng ta đắc thắng bội phần ở trong Ngài. Với thái độ đầy đức tin sẽ dẫn đến hành động đầy đức tin. Nếu thái độ chúng ta thái độ vô tín, chúng ta sẽ hành động theo sự vô tín. Nếu chúng ta đã định rằng đánh cũng thua thì chúng ta có đánh cũng bằng thừa, tại vì thua từ ở trong lòng của mình, thua từ trong tâm trí của mình rồi. Cho nên việc rất là quan trọng mà chúng ta cần phải làm đó là chúng ta phải nhận biết điều mà lời của Chúa đã nói về chúng ta. Philip chương 4 câu 13 cho chúng biết rằng chúng ta làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho chúng ta. Mọi sự là bao nhiêu sự anh chị em? Có chuyện lớn không? Có chuyện nhỏ thôi không? Có chuyện lớn không? Có. Mọi sự trong đấng Christ, bởi sự thêm sức của Ngài, tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Chừng đó thôi cũng đủ để khích lệ anh chị em bắt tay vào làm việc. Dù cái việc chúng ta đối với con mắt của con người nói rằng đó là việc khó, nhưng mà tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Anh chị em có thể nói ông mục sư thì dễ rồi, còn chúng tôi chỉ là tín đồ thường thôi. Anh chị em không có người tín đồ thường. Anh chị em nghĩ chức vụ hầu việc Chúa dễ à? Satan đã tìm đủ mọi cách, nó không muốn bất cứ những điều gì đang diễn ra, đã diễn ra qua hội thánh của Chúa tại VBC này, cho nên nó tìm đủ mọi cách. Anh chị em, chúng tôi có những trận chiến mà anh chị em không bao giờ hiểu nổi đâu. Có người nói nếu một tín đồ mà có một con quỷ đi theo để ngăn chặn đó, thì ông mục sư ông có hàng trăm con. Mỗi người trong chúng ta đều có một trận chiến dựa trên cái thẩm quyền, dựa trên cái mức độ ơn của Chúa, chúng ta sẽ đối diện với những trận chiến trong đời sống. Và vấn đề tại đây đó là chúng ta có kinh nghiệm sự đắc thắng hay là không. Thi Thiên 18 câu số 29 David nói: nhờ Ngài tôi sẽ xông qua đạo binh, cậy Đức Chúa Trời tôi sẽ vượt khỏi tường thành. Chúng ta còn nhớ lời chúc phước mà tôi có nhắc đến ở tuần trước, mà Gia-cốp đã chúc phước cho con trai của mình là Giô-sép, rằng khi những dũng sĩ tấn công thì Giô-sép không bị đánh ngã, nhưng mà Giô-sép như một dây leo leo qua phía bên kia của tường thành. Nhờ ơn Chúa tôi có thể xông pha, tôi có thể xông ngang qua đạo binh, cậy Đức Chúa Trời tôi sẽ vượt khỏi tường thành. Trong một bản dịch mới: vì nhờ Ngài tôi có thể dẹp tan một đoàn quân thù, nhờ Đức Chúa Trời của tôi có thể vượt qua thành lũy. Cảm ơn Chúa. Nhờ Chúa, nhờ sức của Ngài, chúng ta sẽ kinh nghiệm với đấng Christ, chúng ta là những người đắc thắng bội phần. Điều cuối cùng, anh chị em, đánh trận với vũ khí thiêng liêng quan trọng lắm. Vì vũ khí của chúng ta trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 10 câu 4 câu 5 cho chúng ta biết cái vũ khí chúng ta không phải là vũ khí thường. Và những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh không phải thuộc về xác thịt đâu, bằng là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Nhờ khí giới đó, chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục đấng Christ. Vũ khí của chúng ta không phải thuộc về xác thịt, cũng không phải thuộc về trần gian này, mà là quyền năng của Đức Chúa Trời. Đối với cá nhân, chúng ta sử dụng nhận thức của người Cơ Đốc, biết có một đấng vĩ đại đang ở trong chúng ta, và chúng ta chiến trận từ vị trí đó, đánh đổ các đồn lũy trong tư tưởng của chúng ta. Vì anh chị em, chúng ta thất bại
chúng ta thua ở trong những trận chiến của cuộc đời vì chúng ta cho phép những tư tưởng tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nó chiếm tư tưởng của chúng ta. Satan nó có những cái dòng tư tưởng nó nhồi nhét vào, hay là những cái điều mà chúng ta thất bại trong quá khứ nó quyết định cái trận chiến kế tiếp của chúng ta. Đó là những điều mà chúng ta phải đánh ngã nó, đánh hạ nó. Bởi vì chúng ta cần dựa trên lẽ thật là lời của Đức Chúa Trời, chứ không phải là những điều mà ma quỷ nói. Có những đồng lý nào trong đời sống của chúng ta mà chúng ta cần phải đánh hạ? Đồng lý của chủ bài. Chưa đánh đã chịu thua rồi thì chúng ta sẽ khổ. Đồng lý của duy lý. Cái này không giải thích được. Anh chị em, cuộc đời cơ đốc nhân là cuộc sống siêu nhiên. Chúng ta phải lấy những điều thiêng liêng để giải thích những việc thiêng liêng. Không thể nào duy lý được. Đồng lý của tôi là người tín đồ bình thường. Xin Chúa cho để trong những ngày qua chúng tôi đã chia sẻ và đã phép hết tâm huyết của mình để chia sẻ, nó sẽ còn lại ở trong lòng của anh chị em. Những đồng lý của tư tưởng nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, cho rằng mình khôn hơn Chúa. Đó là những đồng lý cần phải đánh hạ trong đời sống của chúng ta, vì nó nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời, Ngài biết rất là rõ, và Ngài xác nhận với chúng ta là những người đắc thắng bồi phần ở trong Chúa. Đừng để bất cứ một tư tưởng nào, đừng để bất cứ một lẽ đạo thần học nào của con người đến để nó ngược lại. Nếu mà nó chung vô trong tư tưởng của chúng ta, bắt phục nó, bảo rằng mày phải vâng phục Đấng Christ là Đấng đã đắc thắng. Ngài đã báo trước rồi, các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng vì ta đã đắc thắng thế gian rồi. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Có việc chi là khó cho Đức Chúa Trời chăng? Tiên tri của Chúa trả lời: Thưa Chúa, Chúa biết không một việc chi là khó cho Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Đánh hạ tất cả những tư tưởng đó. Thời gian thứ nhất chương 4 câu 4 nhắc chúng ta: hỡi con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ trong thế gian. Ô anh chị em ơi, Đức Thánh Linh đang ở trong chúng ta, và Ngài đang muốn nói với chúng ta rằng các con hãy mở cửa, các con hãy nhúng tay vào làm việc, và để ta tự do hành động xuyên qua đời sống của các con. Chúng ta nhốt Chúa bên trong bằng những cái tư tưởng chủ bài của chúng ta quá lâu rồi. Chúng ta giữ Chúa ở bên trong bằng cái thái độ vô tính của chúng ta đã lâu rồi. Anh chị em, đã đến lúc chúng ta nhúng tay và chúng ta làm việc, và chúng ta học để kinh nghiệm sự đắc thắng ở trong ơn của Chúa. Chỉ trừ những người thích thua, thích ở bên phía thua. Mỗi một chúng ta hãy trỗi dậy trong ơn của Chúa. Hãy truyền lệnh cho núi đồi ngăn trở nó phải dời đi, vì lời của Chúa bảo chúng ta với đức tin chúng ta có thể khiến núi nó dời đi. Hãy truyền lệnh cho quỷ nó phải cút đi khỏi đời sống của chúng ta, của gia đình của chúng ta, trên con cái của chúng ta, trên những người mà nó đang ức hiếp, bởi vì chúng ta có thể phân phối ơn và quyền của Chúa để giải cứu họ. Hãy truyền lệnh cho bão tố phải im đi lặng đi trong cơ đời sống của chúng ta. Hãy truyền lệnh cho ốm đau, linh của bệnh tật phải ra khỏi. Bởi vì nếu chúng ta cứ tiếp tục đón nhận nó sẽ ở trong đời sống của chúng ta. Hãy đuổi nó đi như Chúa Giê-xu Ngài đã truyền lệnh cho chúng ta. Ta ban cho các con có quyền ở trên bệnh tật, ở trên quỷ dữ. Hãy đi giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời, chữa lành cho những kẻ đau ốm và giải cứu những người bị ma quỷ ức hiếp. Hãy truyền lệnh cho kẻ trộm, kẻ cướp, rút tay nó lại khỏi tài sản của chúng ta, của gia đình của chúng ta, của con cái của chúng ta. Hãy truyền lệnh cho tất cả những vũ khí rèn ra để tấn công nghịch lời cùng chúng ta, nó phải gãy rụng xuống ở trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Trong bước đường đi theo Chúa và hầu việc Ngài, mỗi ngày tôi học để kinh nghiệm điều này càng hơn. Đó là sức mạnh của lời công bố từ nơi vị trí đắc thắng của chúng ta ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Hãy công bố cho chính mình, nhắc nhở cho chính mình biết rằng chúng ta được trỗi cao hơn. Ở trong Đấng Christ, tôi được sanh lại để cai trị. Tôi được sanh lại để thành lợi. Tôi được sanh lại để kết quả. Tôi được sanh lại để ảnh hưởng.
Tội lỗi của tôi đã được Chúa nghe tha thứ. Tôi được xưng công bình trong Chúa Giê-xu. Tôi được phước, tôi được chọn. Tôi được làm con và là người nhà của Đức Chúa Trời. Tôi được Chúa tiếp nhận, tôi được cứu chuộc, tôi có sự thông hiểu, tôi có một gia tài ở trong đời sống của tôi, và tôi là người cùng hưởng gia tài với Đức Chúa Giê-xu Christ. Tôi có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, tôi sống bởi Đức Thánh Linh, tôi bước đi trong Đức Thánh Linh, tôi bước theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, cho nên đời sống của tôi sẽ đầy kết quả. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Bởi sức của Chúa, tôi thắng các đạo quân của quân thù. Bởi sức của Chúa, nhờ Đức Chúa Trời, tôi sẽ vượt qua những tường thành ngăn trở. Dây của cuộc đời của tôi sẽ leo qua những vách tường đó, và tôi sẽ tràn lấn ra, bởi vì Chúa ở cùng. Tôi là người đắc thắng bội phận. Không gì có thể ngăn chặn tôi được. Tôi mạnh mẽ, tôi vững vàng. Tôi kết quả, tôi được thịnh vượng. Tôi khỏe mạnh. Tôi khôn ngoan, bởi vì kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu của khôn ngoan và tri thức. Thân thể của tôi khỏe mạnh vì Đức Chúa Trời đã tha thứ mọi tội ác của ngươi và chữa lành mọi bệnh tật cho ngươi. Cho nên thân thể của tôi khỏe mạnh. Tuổi già không thể kéo sức khỏe tôi xuống được, bởi vì Đức Chúa Trời ngày dấy tôi lên. Hãy chúc phước cho thân thể của mình, cho sức khỏe của mình. Đừng đứng dậy mỗi buổi sáng là bắt đầu chúng ta rửa sạch sức khỏe của mình. Già rồi cho nó phải đau lưng, nhưng mà hãy nói rằng dù tuổi già nhưng vẫn như dây nho thạnh màu ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Dù tuổi già, Chúa cũng có thể làm cho sức mới để có thể cất cánh bay cao như chim ưng ở trong ơn của Chúa. Hãy nói cho đến khi linh hồn chúng ta nghe những điều mà con người linh của chúng ta chứa đầy lời của Đức Chúa Trời, công bố ra từ lời của Đức Chúa Trời, từ vị trí đắc thắng ở trong Đức Chúa Jesus Christ, để nó nghe được, để rồi chúng ta sống theo như địa vị mà Chúa đã cho chúng ta. Tôi trỗi cao trong khôn ngoan, trỗi cao trong sự hiểu biết, trỗi cao trong bước đường theo Chúa, trỗi cao trong mục vụ, trỗi cao ở trong hạnh phúc gia đình của tôi, trỗi cao trong hôn nhân hạnh phúc của tôi, trỗi cao trong sức khỏe, trỗi cao trong nghề nghiệp, trỗi cao trong thương trường, bởi vì tôi là người được Chúa Ngài ban ơn, Ngài vây lấy tôi, ơn của Ngài như là một cái thuận tre, trỗi cao hơn hết sức và dư dật trong mọi sự, bởi vì Ngài làm cho chúng ta được dư dật ở trong Chúa. Anh chị em chúng tôi trong cuộc sống hàng ngày có những lúc phải nhắc nhở chính mình bằng những điều này. Có những lúc chúng tôi phải nhắc nhở chính mình từ vị trí đắc thắng ở trong Chúa mà chiến trận. Vì những cái hoàn cảnh nó không có cho phép, hoàn cảnh nó nghịch lại. Nếu chúng ta thụt lùi, thu mình vào trong cái vỏ sò của mình, thì chúng ta chết làm một người tầm thường. Mà Chúa Ngài đã định chúng ta làm các quan trưởng ở trước mặt Chúa. Mà chúng ta đã được Chúa cứu, chúng ta được Chúa sai phái vào trong thế gian này, chúng ta sẽ hành động và làm những tiếng nổ vang cho danh của Chúa. Và khi chúng ta lìa cuộc sống này, khi giờ chúng ta trên đất hết, thì chúng ta cũng ra đi trong một tiếng vang của sự đắc thắng khải hoàn. Như Phaolô nói rằng, tôi đã chạy xong cuộc đua, đã chiếm được giải thưởng ở trong ơn của Chúa. Amen anh chị em. Chứ không phải chúng ta xuống từ từ xìu xuống rồi chúng ta đi không ai biết. Ngày chúng ta sanh ra, thế gian có thể không biết chúng ta, nhưng trong Đức Chúa Jesus Christ, ngày chúng ta qua đời, thế gian phải thấy một sự mất mát, thấy một cái chỗ trống lớn lao khó để có thể lấp được vì sự ra đi của chúng ta. Amen anh chị em. Nếu có điều gì, một ngăn trở nào, một trói buộc nào, dù là sự nghiện ngập hay một thói hư tật xấu, một mối quan hệ, một nỗi lo sợ, điều gì đang trói chặt bạn, bạn bị choáng ngợp bởi nan đề này, bạn muốn xin Chúa giúp đỡ để đắc thắng, bạn có thể và bạn sẽ đắc thắng. Không có nghĩa là từ nay bạn không có nan đề, nhưng mà có nghĩa là bạn thắng hơn hoàn cảnh. Vì trong Đức Chúa Jesus Christ, bạn đã được đắc thắng bội phần ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa.